đầu tiên mình hát cho bạn nghe giọng của năm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Trời, anh mới vừa đi luôn á. Tôi là Đàm Vĩnh Hưng phiên bản sắp đi. Đâu làm coi. Không khác Mr. Đàm nha. Mr. Đàm. Sera sera. Sera sera. Bá thương quá. Ê khoan. Vì có sông mẹ. Tôi nhìn qua cái video xuống mặt đằng kia. Mẹ thương. Ta đã hát rồi. Quách 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 hiểu ta. Mẹ thương quá. Vì có sông mẹ. Mình đã chăn một số nó bán được tôi khách nào sống tiêu thoáng được chứ không chị không ngọc heo nghe xe anh khác để nghe mẹ nghe sắp xa hãy nghe có biết nghe hào sáng khỏi mà anh đành cái đứt hai người đi ông chỗ à. Tiếp một tiếp theo giọng cao của nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh à, cái Phương Thanh đứng với tướng với Phương Thanh à, tướng sao trước tiên là tướng đứng với Phương Thanh nha tướng sao mày tôi kêu anh bắt anh lâu giờ có bắt tôi tướng vô côn cũng đánh là vậy có cắt gì Phương Thanh mà tay thì tướng như Thanh gọn à. Có tướng cũng hơi vua đất đê chứ tướng là vua đê tướng này tràn tivi với vua đất đê hát cái Phương Thanh chạy video với Phương Thanh hát bài giả vờ yêu giả vờ yêu vậy cho nó lạ hát rồi không cắt Phương Thanh nha ừ ngắm cái môi dưới vô ờ sao nuốt vô giả ra nó hát ờ còn cái môi dưới nó còn hay không là hơn xuống gì vô duyên vậy cắm vô anh làm được không không được để dưới cái hàm răng anh sẵn một cái là nó hợp luôn á sao làm hay quá vậy anh làm nó có được á không có được à, làm lại làm trường nha làm lại thì cứ không qua hát luôn đi vô nè dễ thương giờ muốn làm gì trước nè giờ bây giờ là nãy ông kia là thông minh đó ông kia là hát quá trời người luôn rồi đó ê hề hề ê hề bây giờ chơi trí tuệ đi trí tuệ ừ giờ trí tuệ làm gì nữa trí tuệ mình chơi đố đi đố ngoài vậy đố mẹ mới đố của mấy con tôi đuối vậy đuối không đuối đố thì vui không vui thì vui hơn không vui hơn đố được coi đố một câu rất là mới mới đố cái cá gì hình tròn ông nội kêu con cá chứ ông nội này cũng con cá cái gì hình tròn anh nhắc em ra không biết con ý vậy không biết ý cái gì hình tròn con cá mập đi sai cá đuối đi sai cá ngựa sai chứ cái gì hình tròn cá hình tròn là cá chim chim đúng không ạ à? Ôi trời ông nào thì cũng cần lao vậy tôi đố cái đường gì hay đi chùa đường nhà đi chùa đường Tây Ninh bảy đường nhà An Giang không đúng à nhà xa lộ Hà Nội sai chứ đường gì đi chùa đường Tam Tạng đi chùa bày đặt tàu lao cái hình tròn ờ à, tiếp tiếp gì nữa bú gì cái bừng bú gì cái bừng bú gì cái bừng không biết sao không đóng vậy bú sữa cái gì bú. Sai sai chứ bú gì cái bừng bú cái bừng là bú xí là bừng ba là bừng ba là bừng à đúng không ạ này chắc tao lấy cái ghế đặt tàu rồi sao hơn thì quá trời rồi đấu tàu lao tàu lao người duyên dáng, người dễ thương và đáng yêu. Một tràng tay cho Minh Dự và nhé bà. Mọi người này đó, mọi người có thể thấy chưa mà thấy Minh Dự trên YouTube á, giả vào ba hay bắt đầu hay tóc giả gái. Ở
trên TV là phụ nữ thôi, chứ đây là nó không có ai cưới em tại đây luôn. Có ai muốn cưới Vinh Dự nha? Nãy giờ các bạn vô đêm địa được mấy anh rồi. Thôi lát anh về đi, thôi nay trở lại. Trời, đông quá, đông quá mình chờ. Dạ, tặng bông em hả? Trời, tiệm cũng đồng nay mới có chồng vậy. Đông quá mà bây giờ dạ. Vui em là vui em. Vui em vậy đó. Vui em vậy mùa hè nó đỡ lắm. Dạ. Dạ bây giờ đông quá, đông mấy anh em quá mà mình chào ngắn còn mà đâu có được anh. Mình chào dài thòn chút xíu đi. Dạ, chào bà con tâm họ, xin chào cho trẻ nhỏ, tới người già, xin chào người bốn ba, tới người sung sướng, xin chào làm thuê cốt mướn, tới người làm chủ công ty, xin chào người đã du quy, tới người còn cô độc, xin chào người còn đi học, tới người đã thành danh, xin chào người tài năng, tới người nho nhã, xin chào người xa lạ, tới người đã gặp nhiều lần, xin chào từ ngoài sân, xin chào người sân khấu, xin chào người đầu gấu, tới người hình lành, nói chung ngồi xung quanh cũng xin chào cho hết. Xuất sắc, em ơi, bây giờ nhiệm vụ của em, công việc của em sẽ làm cho mọi người thật là vui. Dạ, cái năm này anh phải chạy bên ca hai đó. Dạ, nó hết ca sĩ rồi. Dạ, đi hát đi, đi học đi nhiều ca dữ. Rồi mai anh thương qua bên kia phụ dụng hát chùa mà chạy vậy đó. Dạ, mọi người nha. Dạ, chúc sức khỏe các sếp, các giám thị và các quản giáo cho nên là một năm mới thật nhiều sức khỏe các thịnh vượng và các anh em nhanh chóng và sáng năm cũng quay lại đây hát. Tôi không muốn nhìn thấy mọi người nữa, các mọi người phải về nhà. Dạ, vô đây là cái em vô đem trốn nợ đó nha. Nó ngoài chủ nợ nó dí em quá. Không biết nó có dí theo kịp em không nữa. Mình nó đi rồi đó. Dạ, anh chủ nợ em hả? Anh làm chủ một đời em, nói chung. Sao hả? Ai cầm có sủa quá vậy trời? Ai nó ồn quá chẳng biết nữa. Trời, nó vô tới rồi, có gì anh không ai? Cầm anh. Tôi vô đi lẹo gì? Vô đây đi. Trời ơi, bạn. Thật bạn. Bạn mà. Anh quá trời mới gặp được còn sống mà. Dạ. Tôi còn sống chứ đợi gặp đi tôi mới đi. Không có hỏi gặp được sống sao? Lúc này sống cũng ổn. Ổn không? Ổn. Vậy hả? Dạo này thấy bạn lên TV nhiều quá vậy. Ừ, cũng đi lên dạng đi tham gia game show kiếm tiền á. Giới thiệu mình tham gia game show chứ. Trời đất ơi, tham gia game show hả? Dạo này mình cũng làm ca sĩ đó. Biết ca hát gì không? Trời game show. Trời đất ơi, biết ca hát, biết ca sĩ mà. Ca sĩ hả? Mà không lấy tên thật. Tên Hàn Quốc. Hàn Quốc ba chữ. Mà ba chữ. Ba chữ. Ulimino. Bên Hồ Thường. Chắc Kim Bưng. Chuyện nhỏ. Trang Sông Thúc hả? Trời ơi, cái tên Trang Sông Thúc. Trang Sông Thúc là cái đó tu căng mà. Trời ơi. Không nghe gì đâu. Là tên gì? Trang Sông Thúc là cái bằng xanh của Đại Dương. Thử hả? Hả? Mấy bữa tôi có mượn tiền của bạn. Ờ đúng rồi, chắc mới nhớ. Tại lúc tôi mới lãnh lương qua tôi trả vì tôi xài hết nè đó rồi. Mày thiếu tiền nhắc mày, cái mày nói con biết mày chết bốn năm mũi mày quên. Quên hết mượn tiền ai yêu chứ bộ. Mày mới khôn à. Lúc này còn ở quê không? Ngoài chỗ mới, chỗ mới rồi. Chỗ mới rồi hả? Ờ. Ở đâu? Gần chỗ cũ á. Hát, hát thử đoán thử đâu nha. Ừ. Nghe đến Ninh Kiều qua cầu Cần Thơ. Lại giờ qua Cần Thơ. Nói vui đời bờ sông Hậu Giang. Ở Hậu Giang. Sóc Trăng đón chờ. Qua Sóc Trăng. Nghe lời ráo cô nàng bán bánh ngon. Mua dùng em bánh tráng Tây Ninh. À, là bây giờ qua bên Tây Ninh. Wow, ở Đồng Nai. Cô điên hả? Hát tàu lao, hát một đi, hát như đi phượt vậy đó. Không muốn ở đâu mà ở mắc cười vậy? Giờ xuống Đồng Nai hả? Qua Đồng Nai rồi. Mấy bữa tôi xuống kiếm bạn mà đâu có thấy giờ xuống Đồng Nai chơi hả? Đồng Nai. Nó nghe bây giờ lên TV rồi anh nói sao anh giả thương mình chứ không phải hát là xong đâu. Anh nói xong. Bây giờ ví dụ mình bước ra mình chúc Tết ta chúc bằng thơ văn đồ đàng hoàng hiểu không? Ai chúc Tết không? Đúng rồi. Đó bây giờ mình nhân dịp năm mới chúc Tết nha. Ừ. Dạ nhân dịp năm mới xin kính chúc các cán bộ và gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc. Chúc các anh ở đây thật là nhiều sức khỏe và sớm trở về với gia đình.
bởi vì bên ngoài luôn luôn có người đang chờ mình trở về. Chào các anh nha. Anh em cũng thật đó. Vậy hả? Ừ. Giờ đi ở với ảnh cho vui. Ôi, không có chờ mấy anh về với tôi. Nói nghe, chút vậy chưa xong, công dịch TV phải làm thơ người ta mới tin tưởng mình. Làm thơ sao? Giờ tôi nói câu, ông nói lẹt câu chịu không? Nói đáp thời gian ha. Đúng rồi. Chơi đi, chơi đi. Thời gian bụng phải không? Không bụng mà. Rồi câu đầu tiên. Rồi. Chim quyên ăn trái nhãn lành. Chim quyên ăn trái nhãn lành. Thương em dù biết em mấy chồng cũng thương. Yeah. Là không mình là cám chịu mà. Tiếp. Má ơi đừng gả con xa. Má ơi đừng gả con xa. Gả qua bên Mỹ lấy Obama được rồi. Lấy mà lấy khôn quá vậy. Cỡ đó mới lấy. Tiếp. Tiếp. Buồn nào rồi cũng sẽ qua. Chỉ có buồn ngủ là không tha ngày nào. Tiếp nè. Thu đi để lại lá vàng. Thu đi để lại lá vàng. Anh đi để lại cho nàng thành cu. Rồi mùa thu nói tiếp. Mùa thu thì thành cu nói tiếp. Thành cu ra đời. Hai đứa hai đứa đủ rồi. Đủ ai nó đủ ai. Tiếp nè. Tiếp mày. Đố ai nằm giọng không đưa. Trời ơi. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Nó thơ khó gì cha. Lẹ lẹ đi không có thời gian. Nằm giọng không cho đưa hả? Đúng. Đố ai nằm giọng không đưa. Ừ. Đố ai gặp lại người xưa không nhìn. Đúng. Người chết nằm giọng không đưa. Người nuôi gặp lại người xưa không nhìn. Tôi bắt đầu nhìn. Dạ. Bây giờ tiếp nè. Tôi hỏi bạn thêm một hai câu nữa chơi chơi thôi. Đố hả? Đố hả? Liên quan đến Tết nhất rồi đó. Rồi đố đi. Thí dụ mà con chó đen ta kêu là con chó gì? Chó mực. Con gà đen kêu là con gà gì? Gà ô. À, thí dụ con mèo đen kêu là con mèo gì? Mà muôn. Con heo đen kêu là con heo gì? Heo ô. Bậy. Heo muôn. Không đúng. Heo mực. Sai. Heo gì? Heo chuột, heo bích. Ta tiếp không chơi bún bài à? Mà chơi mất dạy ấy. Đố mất cái nhá. Là giờ chơi tiếp câu là thí dụ trong cái đám đó đó. Heo đen là heo chuột, heo bích. Vậy con heo đỏ là con heo gì? Heo rô, heo ngơn. Bậy, heo quay. Có đi ăn tiệc không? Sao này muốn áo nha. Trời chơi vậy mới chơi chứ. Giờ bạn đố con heo không? Ờ. Bạn đố là bạn con cá nè. Cá gì? Đố bạn con cá gì sáu chân. Cá... con cá sấu. Sai. Con cá ngựa. Sai. Con cá heo. Sai. Con cá gì sáu chân. Cá hộp ba con gái. Ba bà là sáu cái chân, đâu có thiếu cái chân nào. Đố tào lao. Mình tưởng bạn đố cá khô. Bậy đi. Nói nghe, bây giờ qua cái vụ mà ứng xử rồi đúng không? Đúng không nữa. Ủa còn con nữa hả? Bây giờ biết cá khô không? Biết. Cá mà phơi khô là khô đúng không? Đúng rồi. Đố bạn con cá gì càng phơi càng ướt? Cá gì mà càng phơi càng ướt? Vậy mới hay nhá. Không biết. Cá nước đục. Nói gì? Cùng nước đá. Cái tội này tội lao. Nó có ngắn rồi nó mới ướt à. Rồi bây giờ biết cái hát thì làm luôn một lần đi. Lan mà đều. Lan về điện. Hát hải lương đi. Hát đi. Hát hải lương đi. Hát đi. Điệp ơi lắm tôi điệp chú cùng chú tầm. Không, trong hải lương hát không hay. Chứ sao? Tờ tay lên thương, thương dữ lên rồi. Hát, hát đi. À, Lan có điệp nhiều lắm hả? Đúng rồi. Vô cùng chú tầm nó chưa đều mấy nghề. Chưa đều. Sửa chữ hát. Điệp ơi lắm tôi điệp chú bóng chú bờ. Cũng chưa hay luôn. Đổi thử hát. Gì cười dữ vậy? Set up,
Because of mẹ. Tôi nhìn qua cái video xuống mặt đằng kia. Mẹ chứ. Quất quạt con kia. Mẹ thương con. Because of ba. Cả nhà ta. Thương yêu nhất. Xa là nhiều. Gần nhau là ngựa. Ừ. Đàn chính hưng nè. Còn làm được ai nữa không? Tiếp theo đàn chính hưng xong ca với Hồng Ngọc. Xong ca Hồng Ngọc. Hai người luôn. Đâu? Đàn chính hưng nhất nha. Được chưa? Mười lăm trăm một số. Nó mà nó tôi khách hào. Xong tiêu thoáng. Trời ơi cháu chị. Hồng Ngọc. Hẹo nghe xe là anh khác. Để nghe mẹ nghe sắp xa. Hãy nghe. Hãy nghe có. Dạ nghe. Biết nghe hào sáng khỏi mà anh đành cái đứt rồi. Hai người lông chỗ à. Tiếp một tiếp theo. Giọng cao của nữ ca sĩ Phương Thanh. Phương Thanh. Bả cho Phương Thanh đứng với tướng với Phương Thanh. Tướng sao? Trước tiên là tướng đứng với Phương Thanh nha. Tướng sao? Mày đây. Tôi kêu anh bắt anh lâu giờ. Có bắt tôi. Tướng vô côn không đánh là vậy. Có cắt gì Phương Thanh mà. Tay thấy tướng như Thanh gọn. À. Có tướng cũng hơi Phương Thanh đê chứ. Tướng là Phương Thanh đê. Tướng này tràn TV yêu chứ Phương Thanh đê. Hát cho Phương Thanh cả video với Phương Thanh hát bài giả vờ yêu. Giả vờ yêu. Vậy cho nó lạ. Hát rồi. Không cắt Phương Thanh nha. Ừ. Đừng như con chó chết sống năm đó. Sống mà không dê chết thành ba đê. Mắc gì ba đê cái chỉ qua tôi. Không có chạy đâu. Trời đất ơi bây giờ bước ra đường đi. Con trai ngày càng chẳng chị. Con gái ngày càng hiếm hoa. Chị có ba đê là đơm bông kết cả hết đó mấy hàng. Bước ra bây giờ con chừng là không kiếm được vợ đó. Sớm nay mấy bà mẹ dạy con hay lắm. Tại sao? Con yêu con gái làm chi? Dính bầu cái nó đều thấy ghê. Thà là con cưới 3D, bầu không sợ dính mà vẫn phê vô cùng. Trời ơi, con quá. Con gái nè. 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 Chỗ đó em lên nó chị gặp nha. Dễ thương quá. Vui quá anh ơi. Vui quá. Hãy cho tôi đi tham gia đi được chưa? Nói nghe nè. Lên văn xô mà hát cái nhạc chế thì ai cho thi. Chứ giờ muốn sao? Anh Đàm Vĩnh Hưng nha. Có chương trình hát Hương Lộc Đồng Nai dễ thương lắm. Dạ hả? Vô chồng hát phục vụ đi rồi câu kéo ảnh lên văn xô. Đúng rồi, tôi thích lắm. Vì chứ phục vụ mấy anh để mấy anh sớm tẩy vệ gia đình. Rồi tôi khoái nó ra lắm. Đúng rồi. Ê, tôi có thằng em nữa. Thằng em nữa hả? Thằng em nó cũng mê đi mấy
đâu rồi? Tôi kêu nó vô nha. Kêu vô đi. Em trai ơi, vô đi em trai ơi. Kỳ này ba má ơi, con đừng đi chạy giam rồi. Sao hôm nay còn đông người quá vậy? Trời ơi, quá trời. Trời ơi, đau dữ vậy. Trời ơi, trời ơi. Cứu tôi, cứu tôi. Ôm như bao liệt sĩ. Trời đất ơi. Lực lên, lực lên. Cảm ơn, cảm ơn. Bông nè, dạ, cảm ơn trai. Bông nó xây dầm nha. Đó. Từ trại này nó qua trại khác đó. Chứ không, làm gì hôm nay xong rồi quắt qua trại kia, tao tặng tiếp. Đâu mà dữ vậy mà bóng không thay đổi chỉ thay đổi chủ hả? Đúng rồi. Và lời tiên phép đi vô đông gửi đến tất cả chị, tất cả mọi người có bạn trong chương ngày nay. Lời xin sức khỏe mình chào chân thành nhất là. Dạ chúng ta ăn với chị là một ngày mới có tài có lộc, tiền xu này túi tiền giấy đầy bao. Đi ăn được khao về nhà được trước tiền nhưng còn trước không sòn nhưng mà sao? Nói chung là tiền đầy túi, tình đầy tim, sung sướng ban đêm, hạnh phúc ban ngày. Lời chúng ta hai cháu ta thật lớn đúng không ạ? Cảnh ông cầm 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 hụ cứu cái cây. Ê, cực quá em ơi. Bữa nay vô đàn chi mà đợt lần gọn vậy? Vô thăm bạn. Thăm bạn đâu? Thăm thằng Trí, cái này cái thằng Trí nào mà Trí. Trí ơi. Ủa sao Trí nhiều vậy? Nhiều Trí lắm. Nhiều Trí quá. Nó nói cực khổ trăm đời mới tới đây được. Đi cực khổ lắm hả? À. Đi từ đâu lắm? Nó nói từ từ quận nhất, bức nhất, quận 2, đây, quận 3, đây, quận 4, quận 4, quận 5, âm thầm, quận 6, ăn cháo, quận 7. Trời ơi. Lẽ nhảy quận 8, ăn cám, quận 9, đến quýnh, quận 10. Ờ. Bắt từ quận 1, cái dầu tăng bệnh, bệnh tăng bố đang chạy rất bằng cái vú thủ tinh. Trời ơi. Được chưa lực cái vú chạy đây luôn. Chưa lực được. Chạy đây liền. Chạy đây liền làm gì? Vô đây làm gì? Vô đây làm gì đây? Vô đây hề hề văn nghệ. Hề hề văn nghệ hả? Hề hề với văn nghệ luôn. Rồi có gì phục vụ với mấy anh em ở đây không? Ờ, muốn chơi cái gì? Nuốt lửa, bóc đèn, nha, lửa lam, nuốt ghế, nuốt nuốt nước suối, nuốt luôn chúng này luôn. Dội tôi làm được đủ thứ vậy? Ừ. Ai sơ hở là đút, sơ hở là đút. Giờ muốn làm gì trước nè? Giờ bây giờ là nãy ông kia là thông minh đó. Ông kia là hát quá trời người luôn rồi đó. Ê hề hề. Ê hề. Bây giờ chơi trí tuệ đi. Trí tuệ. Ừ. Vậy trí tuệ làm gì nữa? Trí tuệ mình chơi đố đi. Đố vậy? Đố. Mẹ mới đố của mấy con tôi đuối vậy. Đuối không? Đuối. Đố vui vui không? Vui. Thì vui hơn không? Vui hơn. Đố được rồi. Đố một câu rất là mới. Mới. Đố cái cá về hình tròn. Ông nội như con cá chứ ông nội này cũng con cá. Cái hình tròn anh nhắc em nha. Không biết con ý vậy không biết ý cái gì rồi con cá lập đi sai cá đuối đi sai cá ngựa sai chứ cái gì rồi cá hình tròn là cá chim chim đúng không ạ à? Quá trời quá trời ông nào ở đây cũng tào lao thì tôi đố cái đường vậy hay đi chùa đường nhà đi chùa đường Tây Ninh bảy đường nhà An Giang không đúng à nhà xa lộ Hà Nội sai chứ đường gì đi chùa đường Tam Tạng đi chùa về đặt tàu lao cái gì hình tròn à tiếp tiếp gì nữa bú gì cái bừng bú gì cái bừng bú gì cái bừng không biết sao đó vậy bú sữa cái gì bú. Sao sao lại đi bú gì cái bừng bú cái bừng là bú xin là bừng ba là bừng ba là bừng à đúng không à này chắc tao lấy cái ghế đặt tàu nữa mà sao hơn thì quá trời rồi đấu tàu lao tàu lao bây giờ hát hò diễn xuất gì phục vụ cho anh em đi bây giờ mình sẽ đấu thơ đi thơ hoài vậy bên kia thơ chưa bên kia cũng mấy câu thơ rồi đó vậy đó hả đấu thử đi thử nữa hả ok câu đầu tiên nè ghế đầu tiên cứ đàn ghế nha đúng rồi xuống đây chơi đi sao lên chẳng hoài vậy ồ quá đang diễn giùm em đi nè là hai hai năm lên diễn giùm em đi sao không dữ quá sao mà dữ ta vô mà sao ồ quá trời à câu đầu tiên tay cầm nón lá che che tay cầm nón lá che che ừ. Tưởng đâu người mẫu ở nhà ăn xin đúng không à hợp lý mới đi ra đường á ừ câu tiếp theo đi. Tay cầm laptop cầm kè tay cầm laptop cặp cặp kè cặp cái chỉ vô cái ngã ba vậy thì cặp cái kè vậy nè không biết tự đố luôn đi yếu kè vậy yếu vậy ừ sao tay cầm laptop cặp kè tưởng đâu giám đốc ai dè hacker bị hack đứt mấy lần cái tởm này đó bị sợ quay nói nghe bây giờ diễn xuất cho bà con ta coi đi diễn xuất diễn xuất vậy bây giờ diễn ra cùng người gì bây giờ còn ok lan điệp thôi kỳ quá thứ cấp mà thể được
Hỏi mấy em thích tuần đó không? Mấy em thích tuần đuôi cướp bà thay đường nha. À, cái gì tao tao đi. Cái gì là cầu quá. Cái giả tao yêu cầu hết mà là Diêm Lâm đồng nay. Ờ vậy thì sao? Vô đi. Mày muốn hát không? Muốn. Hát đi, em xuống dưới ngọn con hát. Ừ. Đây nghe thử cái ghế còn cho anh hát. Bà nội dự ơi, em ngồi dưới quà hết luôn. Được cái mặt thêm bộ đồ nữa. Anh còn dư bộ đồ cho em bộ. Mặc không? Không biết sao cái mặt em phù hợp không khí ở đây lắm. Vậy đó hả? Hát đi mà cổ vũ cho. Dạ, mùa xuân đã về cho các quê hương rồi. Cho nên ngày mai Vũ Lâm xin tặng quý vị một ca khúc được mang tên Tết Trả Hết. Âm thanh đừng vô rồi đi em ơi, em ơi. Âm thanh ơi, âm binh ơi. Cái đó nó coi hề, nó vô không chạy nhạc. Âm bên đói. Ủa mà chạy xô bên kia. Cái gì em bây giờ em phải qua bên kia nữa hả? Đúng rồi, mình chạy xô mà. Ừ. Trời, bây giờ là em phải qua bên kia phục vụ tiếp rồi mấy anh ơi, em chạy xô mà. Dạ, bây giờ em đi nha. Ở lại. Ủa đây, ở đâu có đây chiên một dòng hàng vậy? Sao bị gì? Ở lại kia. Rồi rồi, ở đây mở ra chiên bác hệ rồi. Ủa em ở lại kia. Ở lại đi. Ở đây em có bài cho em không? Bây giờ con bệnh xin 9 giờ tối quay lại nha. Trời ơi, bấm hoài vậy. Cảm ơn anh nha. Dạ, bây giờ phải qua bên kia phục vụ tiếp cho các anh em rồi. Em rất vui khi được phục vụ các anh ở đây. Và chúc cho tất cả mọi người luôn luôn được nhiều sức khỏe. Và gia đình ở nhà lúc nào cũng bình an. Cảm ơn. Một chào đây bây giờ. Chả bông này rồi. Ok, cầm bông lát tặng lửa nha. Lát nè, tặng cái bông mà đéo queo nè con nè. Ờ, lát cơ. Dạ rồi. Sao cầu lát o được thế vậy? Ủa sao cầu lát không tôi vậy? C, ok. Nhà sắp giờ. Ngoài đời này anh hát ghét thôi đó. Vô đây hát ghét thở con đang mắt. Hát ghét mệt quá. Thở thân nổi. Dạ, bây giờ muốn đổi món mà. Có một con bé nó đẹp lắm. Rồi, con đẹp thì đẹp nãy Diễm đẹp không? Con đẹp bắt bừa con Diễm. Ok không? Dạ, kêu nhanh nha. Biết Lý Nhãn Kỳ không? Lý Nhãn Kỳ nó nằm ở đây nha. Cái gì? Anh định làm gì tôi? Anh định làm gì tôi? Thôi không thì bớt tặng đi bên kia cũng vậy, tặng xong cứ vô đợi tặng nữa. Cái gì mà ông gì muốn tiết kiệm? Bên kia cũng vậy, vừa ôm nắm tông ra cái anh bộ đồng quản giáo, anh tự thủ lợi, anh phát tiếp. Trời, thử tặng như vậy, cảm ơn ạ.
là anh đẹp trai với thích nào. Thôi mắc cỡ, anh hát là từ từ đúng không? Rồi thì đi ra đi vô đây chi đây? Kiếm chồng. Kiếm chồng hả? Ở ngoài sắp kiếm vô đây chi? Chơi quá anh ơi. Cái gì? Người ta chơi em. Người ta chơi em. Thí dụ như mình dùng cái khúc đi được rồi, sao nói chứ? Đang đẹp luôn, rồi đang có chuyện gì có bị gãy.
15 năm đó. Tự nhiên con cá thì tôi mới chờ, thấy không? 2 năm nữa là ok, thấy không? Ở ngoài lo hết tất cả công việc ảnh về cái mà ảnh cứ đi. Còn anh kia 15 năm thì giờ còn điều kiện của ông. Tự nhiên cái đó là tình cảm nha. Giờ làm gì? Đổi không khí đi. Đúng rồi, ở đây là khu con gái là phải nói là sự khó bé này là ai cũng thích. Nhưng mà có một anh trai này thì thấy là khu con trai. Đây, hồi nãy là tôi nãy giờ cũng nhìn vui trong nhân mà mới ăn thèm buồn. Thì bây giờ sẽ là đổi khẩu vị một cái bằng một ca sĩ trẻ hát cũng rất là hay. Vâng, đó là tiếng hát của nam ca sĩ Trân